chúc mừng sinh nhật tất cả mọi người. Chúc mừng sinh nhật. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình chúc mừng sinh nhật của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, phối hợp cùng với công ty Việt Ba Media thực hiện với sự tài trợ của Vinaphone. Thay mặt cho những người thực hiện chương trình, xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi đến chương trình. Và ngay bây giờ, ba thí sinh sẽ đến với chương trình với những cơ hội ngang nhau để đi tìm giá trị giải thưởng là 50 triệu đồng. Chúng ta sẽ bắt đầu nghe ba thí sinh giới thiệu về họ. Xin mời chúng ta hướng về màn hình. Thí sinh đầu tiên. Ngồi rảnh rỗi nhắn tin chiến hữu, hai đứa mình coi thử ai cao. Bực tức gì mình cao thua nó, biết vậy ngồi nghĩ cách hơn thua. Chúc mừng sinh nhật Lâm Hữu Tùng. Thí sinh thứ hai. Hồi còn nhỏ yêu nghề nhạc sĩ, sáng tác mình chỉ có gã mèo ca. Lớn biết yêu thì chờ muốn chết, muốn có nàng phải dài cổ thế này đây. Chúc mừng sinh nhật Lâm Hà Tiến Đạt. Thí sinh thứ ba. Gã trai làng đôi dép quê chất phác, gương mặt hiền của một kẻ trai tơ. Giữa Sài Thành phố hoa đô thị, diện đôi giày chống gã găng tơ. Chúc mừng sinh nhật Vũ Duy Hồng. Và bây giờ xin mời quý vị cùng giao lưu với ba thí sinh của chúng ta trong ngày hôm nay. Xin chào bạn Hữu Tùng. Dạ, chào Quyền Linh. Chúc mừng sinh nhật vui vẻ. Dạ, chúc mừng sinh nhật hạnh phúc. Dạ. Bạn đang làm ngành gì? Em đang làm nghề tự do. Làm nghề tự do là nghề gì bạn? Dạ là có việc gì thì mình cứ làm. Bạn tốt nghiệp trường nào? Đúng rồi, đại học kinh tế. Đại học kinh tế. Dạ. Và bạn mong muốn rằng mình sẽ vào làm ở ngân hàng. Ngân hàng. Đếm tiền đúng không? Lấy tiền cho vay. À, lấy tiền cho vay hả? À? Ngồi ngân hàng cho vay tiền, cho vay thích đếm tiền hả? Dạ. Hôm nay bạn đến trong trường với ai? Dạ, với bạn của em. Bạn của bạn, Hữu Tùng. Chúc bạn một ngày thật là may mắn và thành công. À, cảm ơn. Xin chào bạn Đạt. Dạ, chào. Nhìn bạn có vẻ giống ca sĩ. Dạ. Có thích một ca sĩ nào không? Dạ có. Thích ca sĩ nào? Dạ, ca sĩ Lam Trường với Ưng Hoàng Phúc. Lam Trường, Ưng Hoàng Phúc. Dạ. Bạn có thuộc bài hát nào của hai ca sĩ đó không? Dạ thuộc. Bạn có thể hát tặng khán giả được không? Dạ cũng được. Xin mời bạn. Vì anh đã biết những giấc cha em đã chốt trao tôi rồi. Hoa sinh kia đâu tươi, làm sao có ánh nắng ngày mới. Và anh biết nước mặc dù bạn không nhớ lời. Dạ không nhớ lời. Nhưng mà bạn hát rất hay. Bạn đang làm nghề gì? Dạ công việc hiện nay của em là làm đẹp cho mọi người. Làm đẹp cho mọi người. Dạ. Là hóa trang. Dạ, thời trang hay cắt tóc? Dạ cắt tóc. Tạo mẫu tóc. Nếu như tóc Quyền Linh thì bạn sẽ tạo như thế nào? Dạ như tóc của anh Quyền Linh thì em sẽ trả sức. Đến với trường với ai? Dạ đến với gia đình. Dạ. Gia đình của bạn. Chúc bạn một ngày may mắn và thành công. Dạ. Xin chào bạn. Chào anh Hồng. Dạ, chào anh Lên. Tên Hồng. Dạ. Hình như là tên con gái. Dạ đúng rồi. Hiện nay bạn đang làm nghề gì? À, hiện nay em đang chờ đợi công việc rồi. Đang làm nghề tự do. Và hôm nay bạn đến đây với ai? Dạ với bố mẹ và anh chị. Dạ. Gia đình của bạn. Chúc bạn một ngày thật là may mắn và thành công. Dạ, cảm ơn anh Lê. Kính thưa quý vị và các bạn, như vậy là ba thí sinh đã giới thiệu về họ và ngay bây giờ họ sẽ bắt đầu chương trình ở vòng 1. Chúc mừng sinh nhật để đi tìm giá trị giải thưởng là 50 triệu đồng. Happy, happy, happy birthday. Một ngày tươi vui đến với em tuyệt vời. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với vòng 1 của chương trình Chúc mừng sinh nhật. Ở vòng 1 này thì ba thí sinh sẽ trả lời ba câu hỏi của chương trình. Ba thí sinh sẽ xem màn hình và đoán xem số tuổi của các nhân vật khách mời của tôi bao nhiêu tuổi. Nếu như đoán đúng, mỗi thí sinh sẽ nhận được âm 5 điểm. Và ở vòng 2 có hai câu hỏi nữa. Thí sinh nào có số điểm càng thấp, thí sinh đó sẽ có cơ hội đến với vòng đặc biệt để nhận giá trị thưởng là 50 triệu đồng. Đầu tiên thì chương trình sẽ tặng cho mỗi thí sinh âm 5 điểm. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên ở vòng 1.
Câu hỏi đầu tiên bắt đầu. Các bạn thân mến, và đây là một ca sĩ có chất giọng rất trầm ấm, nam ca sĩ Quốc Đại. Xin hỏi cậu bé Quốc Đại năm đó bao nhiêu tuổi? Đây là hình ảnh Quốc Đại hồi nhỏ chứ không phải là ngày bây giờ. Chúng ta nhìn thật kỹ và đoán xem lúc đó Quốc Đại bao nhiêu tuổi. 12, 9, 10, anh Hữu Tùng đưa ra 11, thằng Đạt đưa ra 7, anh Hồng đưa ra 6, nhỏ quá nha. Tại sao mình lại thấy nhỏ vậy? Dạ thấy 6 tuổi thấy vừa rồi. Bằng Đạt à, còn em thì đoán 7 tuổi là... 7 tuổi. Và anh Tùng đoán 11 tuổi. 11 để xem ai đúng nha. 12. Câu hỏi thứ hai. Bạn thân mến, đây là một gương mặt rất quen thuộc, đã từng là thành viên của nhóm Mây Trắng, nữ ca sĩ Anh Thúy. Xin hỏi đây là sinh nhật lần thứ mấy của cô bé Anh Thúy? À, lại một lần nữa chúng ta bị đánh đố đây. Hồi nãy là 11, bây giờ hình như là nhỏ hơn chút xíu. 10. Bên đây 10. Anh Hữu Tùng là 9. Bạn Đạt là 9 luôn. Duy Hồng là 10. Tôi đoán 7 hoặc 8. Xin mời. 8. Bữa nay mình đoán gần chính xác. Chúng ta sẽ tiếp tục với câu hỏi số 3. Trái ngược với tính cách hiền hậu và vô tính ở ngoài đời, đa số những vai diễn của chị đều là những vai phản diện. Các bạn hãy dự đoán xem nghệ sĩ Hoàng Lan năm nay bao nhiêu tuổi? Diễn viên Hoàng Lan là người vào rất là nhiều vai, vừa vai hài, vừa vai bi và vai lẳng cũng được. Diễn viên Hoàng Lan năm nay bao nhiêu tuổi? Bao nhiêu à? 55, 52, 51, 45, 45, 47, 53. Rất nhiều. Tại sao anh Hữu Tùng lại cho số tuổi cao vậy? 54 à? Dạ, thấy nghệ sĩ nó hơi lớn tuổi rồi. Thấy hơi lớn tuổi đúng không? Nhìn trẻ măng à? Anh nhìn kỹ chưa? Thấy rồi à. Rất kỹ đúng không ạ? Trong hình hiện nay là chưa tới 54. Tôi nghĩ là như vậy. Để xem nha. Hoàng Lan bao nhiêu? 30. Tôi nói mà. Trời ơi. Và bây giờ thì chúng ta cùng nhau chúc mừng cho bạn Tiến Đạt là người có số điểm thấp nhất. Happy, happy, happy birthday. Một ngày tươi vui đến với em tuyệt vời. Kính thưa quý vị, chúng ta đang đến với vòng 2 của chương trình Chúc Mừng Sinh Nhật. Ở vòng 2 này vẫn là đoán tuổi của các vị khách mời. Ở vòng 2 sẽ có 2 câu hỏi. Nếu như thí sinh đoán chính xác một câu hỏi, thí sinh sẽ được âm 10 điểm. Câu hỏi đầu tiên ở vòng 2 bắt đầu. Đây là một cặp nghệ sĩ cải lương được khán giả rất yêu mến, Trọng Hữu và Cảnh Tiên. Gần đây chúng ta thường thấy đôi nghệ sĩ này xuất hiện biểu diễn cho các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Xin hỏi tổng số tuổi của hai bạn là bao nhiêu? Trọng Hữu, Cảnh Tiên. Chúng ta đã nhìn hình ảnh này hàng ngày trên TV và nghe giọng ca này biết bao nhiêu lâu rồi, những giọng ca rất là ngọt ngào. Trọng Hữu và Cẩm Tiên, hai người cộng lại bao nhiêu? 95. Bên đây bao nhiêu? 110. 115. Bên kia 80. Hữu Tùng là 87, Tiến Đạt là 85, Duy Hồng là 92. Bạn nghĩ Trọng Hữu là bao nhiêu tuổi? Trên 50 tuổi ạ. Dạ. Và Cẩm Tiên là bao nhiêu? 42 ạ. 42 là bạn cộng là 92 đúng không ạ? Dạ. Cẩm Tiên 42. Để xem nhé. 90. Vẫn chưa có một thí sinh nào đoán chính xác số tuổi các vị khách mời cả. Lần này chúng ta cố gắng lên. Đây là cơ hội cuối cùng. Ai sẽ là người đến với vòng đặc biệt? Chúng ta sẽ chia tay với hai thí sinh và đón chào một người. Câu hỏi thứ hai của vòng 2 bắt đầu. Đừng chịu buồn nhé, lắm ăn rơi rơi. Một mình ngồi đây nhớ mong người. Anh đây xin chào các khán giả của chương trình Chúc Mừng Sinh Nhật. Mỗi khi mà Thư rảnh rỗi á, Thư thường xuống dưới nhà để tập hát chung với bố lắm đó. Thư xin mời các thí sinh hãy cùng dự đoán tổng số tuổi của Thư với lại bố mẹ của Thư nha. Cô ca sĩ Anh Thư cùng với gia đình bố mẹ cộng lại là bao nhiêu? 100 mấy? 150? 103? Ở bên kia là bao nhiêu? 125? 130? 200? Anh Hữu Tùng đưa ra 138, Tiến Đạt 130, xin mời Duy Hồng 132. Lần này ai mà chính xác là sẽ có cơ hội đến vòng đặc biệt. Hồi hộp quá. Tinh thần bạn Duy Hồng lúc này thế nào? Dạ,
hơi hồi hộp xíu ạ. Hơi hồi xíu bằng tiếng Đạt. Rất là căng thẳng đó mà. Căng thẳng quá đúng không? Anh Hữu Tùng. À, rất là thoải mái. Thoải mái. Để xem căng thẳng, hồi hộp và thoải mái ai sẽ là người bước vào vòng đặc biệt. Xin mời anh Thư. Thư 24 tuổi. Vợ chồng tôi cùng tuổi 55. Vậy là tổng số tuổi của gia đình của Thư là 134. 134. Vòng 2 đã kết thúc. Chúng ta sẽ xem ai sẽ là người đến với vòng đặc biệt đây. Ai có số điểm càng thấp thì người đó có cơ hội đến với vòng đặc biệt. Bạn sẽ nhận được giá trị giải thưởng là 2 triệu đồng. 3 triệu. Cũng không phản ứng gì hết. Đối với em đến cuộc chơi này, em cảm thấy vui và có thêm bạn bè là niềm hạnh phúc nhất rồi. Đó là hạnh phúc nhất của bạn. Dạ. Và bạn sẽ có giải thưởng, không biết giải thưởng gì, xin mời bạn. Bạn Duy Hồng. Chào anh Lê. Bạn sẽ nhận được giải thưởng là 3 triệu đồng. Dạ. Chúc mừng bạn. Được rồi. Xin mời anh Hữu Tùng. Bây giờ thì còn hai chàng trai của chúng ta, bạn Tiến Đạt và anh Hữu Tùng, ai sẽ là người đến với vòng đặc biệt đây? Xin chúc mừng cho bạn Tiến Đạt, bạn đã là người chiến thắng và bạn sẽ đến với vòng đặc biệt, sẽ có cơ hội nhận giá trị giải thưởng là 50 triệu đồng và anh Hữu Tùng sẽ nhận được giải thưởng là 2 triệu đồng. Chúc mừng anh. Như vậy là chúng ta đã tìm ra chủ nhân của người đến với vòng đặc biệt. Kính thưa quý vị, chúng ta cùng nhau chúc mừng cho tất cả mọi người có ngày sinh nhật trong tuần này. Xin chúc mừng cho bạn Lê Hà Tiến Đạt, 20 tuổi đã đến với vòng đặc biệt của chương trình chúc mừng sinh nhật. Và ngay bây giờ bạn sẽ quay 3 vòng quay. Nếu như 3 vòng quay tổng cộng lại số điểm bằng với số tuổi của bạn là 20 tuổi, bạn sẽ nhận được giải thưởng là 50 triệu đồng. Bạn thấy tình hình lúc này thế nào? Dạ cũng căng thẳng. Cũng căng thẳng lắm hả? Cũng vẫn còn căng thẳng nữa. Dạ còn. Cố gắng là ta giải tỏa hết căng thẳng đi, ta quay tự tin vào. Tự tin là bạn sẽ nhận được giá trị giải thưởng rất cao. Vòng quay đầu tiên, nếu như bạn quay số 2 hoặc số 0, bạn sẽ nhận ngay giải thưởng 1 triệu đồng. Xin mời bạn, vòng quay thứ nhất bắt đầu. Trên vòng quay sẽ có 2 số 2 và 2 số 0. Bạn số 4 cơ hội nhận được 1 triệu đồng. Rất là nhiều cơ hội. Số 0 tới rồi đây. Số 0 và số 2. 0, 2. Số 2 dừng lại. Dừng. Dừng. Không dừng. Hình như mình nói nhẹ quá nó không dừng. Và nó dừng ngay số 5. Xin mời bạn. Vòng quay thứ 2 bắt đầu. Bạn Lê Hà Tiến Đạt đã quay một vòng và ngay vị trí số 5. Bây giờ bạn quay vòng quay thứ 2. Và nếu như kim của chú ấy sinh nhật chỉ ngay số 2 hoặc số 0, bạn vẫn nhận được giải thưởng ngay là 1 triệu đồng. Chúc bạn may mắn. 4 cơ hội nhận được 1 triệu đồng đang dần dần tiến tới với bạn Lê Hà Tiến Đạt. Số quá. Yeah. Bạn yeah, mạnh quá nó thành yeah. Qua luôn số 0 luôn rồi. Đừng la giống nó dừng lại số 0. Số 5 cộng với số 16 là 21. Mà tuổi của bạn là 20. Bây giờ bạn sẽ quay con số 1. Để là 21 trừ 1 còn 20. Trên vòng quay chúng tôi có 2 số 1. Nếu như bạn quay trúng 2 số 1, bạn sẽ nhận ngay là 50 triệu. Còn nếu như bạn thấy là ít cơ hội quá, bạn muốn cần có thêm cơ hội thì Quy Linh sẽ tặng bạn thêm cơ hội. Một thẻ may mắn tương đương với số 1. Bạn sẽ đặt bất cứ vị trí nào. Và giá trị giải thưởng còn 30 triệu. Và nếu như bạn muốn thêm cơ hội nữa, tặng bạn luôn. Và giá trị giải thưởng còn 10 triệu. Hai thẻ may mắn này tương đương với số 1. Và bạn sẽ có 4 cơ hội để nhận được 10 triệu đồng. Còn nếu như bạn muốn nhiều cơ hội nữa, trên đây còn 3 thẻ may mắn.
em là màu đỏ, may mắn lắm. Bạn lấy luôn, bạn luôn. Bạn để bất kỳ ô số nào và không cần kim chiếc bánh sinh nhật chỉ vào ô thẻ may mắn, chỉ bất cứ số nào bạn vẫn nhận được những tình cảm của khán giả, những càng pháo tay không hết. Bây giờ thì bạn suy nghĩ và quyết định bạn sẽ chọn giá trị giải thưởng là bao nhiêu. Chọn giá trị giải thưởng là 10 triệu. 10 triệu. 2 số 1 là 50, 3 số 1 là 30, 4 số 1 là 10 triệu. Xin mời bạn, bạn sẽ đặt bất cứ vị trí nào, bất kỳ số nào mà bạn thích. Số 11. Số 11. À, 2 số 1 luôn. Đây là con số cũng ấn tượng bạn. 2 con số 1 và con số 11 và con số 4. Nghĩa là 4 con số 1 và 1 số 4. Bây giờ bạn vẫn còn thay đổi ý kiến được. Nếu như bạn thấy là khó trúng quá thì bạn sẽ chọn hình thức là chọn 3 hộp quà của chúng tôi. 3 hộp quà trị giá mỗi hộp là 10 triệu, 1 triệu và 1 tràng pháo tay. Bạn sẽ chọn hình thức quay, không quay nữa thì chọn hộp quà, mà chọn hộp quà thì không quay nữa. Em chọn hộp quà. Chọn hộp quà. Hộp quà. Bây giờ không quay nữa. Không quay nữa. Chọn hộp quà đúng không? Chắc chắn chưa? Chắc chắn. Chúc bạn may mắn. Bây giờ thì bạn Lê Hà Tiến Đạt sẽ chọn hộp quà. Sẽ có 3 hộp quà, xin mời bạn. Bạn sẽ nhìn bất kỳ một hộp nào. Màu nào? Màu nào? Bên đây màu đỏ, bên đây màu xanh. Bạn sẽ chọn màu nào? Em chọn theo ý kiến của người bạn gái em. Màu nào? Màu hồng. Màu hồng. Màu hồng đây. Phải không bạn, đây phải không bạn? Bạn gái bạn chỉ đây. Tôi cũng chưa biết mà thôi, mình mở đây luôn đi cho nó hồi hộp. Chàng có tay không? Chàng có tay cũng vui chứ. Cũng vui đúng không? Vui. Và như vậy là bạn đã nhận được 1 triệu đồng chứ không phải là chàng có tay. Chúc mừng giải thưởng của bạn Lê Hà Tiến Đạt, 1 triệu đồng. Và chúng ta thử mở xem 10 triệu đồng nằm ở đây. Đây là 10 triệu. Câu hỏi dành cho khán giả kỳ này là đáp án dành cho câu hỏi cùng trước. Và sau đây là danh sách khán giả trúng thưởng. Xin cảm ơn ba thí sinh đã tham gia chương trình chúc mừng sinh nhật, và thay mặt cho nhà tài trợ Vinaphone xin tặng cho mỗi thí sinh một phần quà với bộ Vinakit trị giá 300.000 đồng. Cảm ơn các bạn. Kính thưa quý vị, chương trình chúc mừng sinh nhật của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty Việt Ba Media thực hiện với sự tài trợ của Vinaphone đến đây là kết thúc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào lúc 20 giờ thứ sáu hàng tuần trên HTV7. Xin chào.